hỏi luôn. À đấy, đây thì là hoa của em đấy, bánh của em đấy. Thực sự rằng là họ báo của em là phúc tăng một cái gọi là gấp 4 lần cái này. Hiện tại chúng ta đang có mặt tại buổi họp báo ra mắt MV Hết Thương Cạn Nhớ của Đức Phúc. Đức Phúc có thể giới thiệu một xíu về cái MV này của mình. MV lần này thì như teaser cũng đã ra mắt vào ngày 26 tháng 9 năm 2019 thì Phúc có cái ý tưởng của MV lần này là Phúc lấy cảm hứng từ tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao để thực hiện lên MV và cũng như là câu chuyện lần này. Vậy thì cái ý tưởng đó là do Phúc đưa ra luôn hay là do ekip của mình? Đầu tiên chắc chia sẻ một chút xíu rằng là dự án Hết Thương Cạn Nhớ lần này là một dự án mà cho đến thời điểm hiện tại là một dự án lớn nhất từ trước đến giờ của Đức Phúc. Lớn về mọi mặt, lớn về ý tưởng, lớn về chi phí đầu tư, lớn về Phúc nghĩ là lớn về cả mặt hình ảnh của Phúc nữa. Và với cái ý tưởng lấy cảm hứng từ tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao thì cái ý tưởng đó là ban đầu Phúc gặp ekip của mình và Phúc đưa ra cái ý tưởng. Tại vì nhớ vào hồi giữa năm ngoái là Phúc cũng đã có ấp ủ một cái kịch bản và cũng như là một cái ý tưởng rằng là mình sẽ phải làm một cái MV về thời ngày xưa. Thì lúc đó là mình chỉ mới là nghĩ là mình sẽ làm về thời ngày xưa thôi, nhưng mà chưa có một cái kịch bản chi tiết nào. Thì khi mà nhận được demo ca khúc Hết Thương Cạn Nhớ của nhạc sĩ Vương Anh Tú thì Phúc nghĩ rằng là đây chính là cái thời điểm mà mình sẽ thực hiện cái kịch bản này, thực hiện hóa nó và thực hiện hóa cái kịch bản này. Và lúc đó mới bắt đầu nghĩ vào chi tiết thì Phúc đã nghĩ ngay đến, lúc đầu là Phúc chưa nghĩ đến tác phẩm Chí Phèo, nhưng Phúc nghĩ ngay đến hình tượng Lý Trưởng, tên thật là Lý Cường, thì lúc đó thì Phúc mới link đến tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Vậy thì trong cái MV này thì Phúc chọn diễn viên như thế nào, nhân vật Kiều Minh Tuấn hoặc là chú Hoàng Dũng? Đó, đây cũng là một khâu thực sự rất là khó khi mà Phúc thực hiện MV lần này. Khi mà Phúc ngồi bàn với ekip của mình, sau khi cho ra xong được cái idea, cái kịch bản xong rồi thì mình thở phào, mình nhẹ nhõm, mình nghĩ rằng là thôi chắc cũng xong rồi đây. Nhưng thực sự là đến khi xong được cái kịch bản và ra được cái câu chuyện rồi, đến khâu chọn diễn viên thì quả là một khâu thực sự rất gian nan. Tại vì tất cả 4 hình tượng nhân vật chính ở trong này là có cụ Bá Kiến, ông Lý Cường trong vai ông Lý Cường, Chí Phèo và Thị Nở, đó là 4 nhân vật chính trong MV lần này. Thì mỗi nhân vật lại là một cá tính và cũng như là một màu sắc khác nhau, thì đó là lý do vì sao ekip và Phúc
rất đau đầu để chọn diễn viên thì đầu tiên là chọn Lý Cường là Phúc rồi nhá, tại vì Phúc nghĩ ngay đến cái đó. Còn tiếp theo đó chính là hình tượng Chí Phèo. Chí Phèo là một hình tượng rất là chính ở trong MV lần này, nên đó là lý do vì sao mà Phúc suy nghĩ và ekip suy nghĩ rất là nhiều. Thì Phúc mình nghĩ rằng là không thể nào mà chọn được một chú Chí Phèo mà quá lớn được, không thể nào mà chọn trẻ quá được, và mình đang cần chọn một người mà trung niên nhưng mà phải có cái thâm niên và cũng như là cái diễn rất là tốt và phải rất là xuất sắc. Thì Phúc nghĩ ngay đến chú Kiều Minh Tuấn. Thực sự là lúc đấy Phúc nghĩ ngay đến chú Kiều Minh Tuấn, và may sao tại vì trước đó Phúc đã có làm việc với cô Cát Phượng rất là nhiều lần rồi. Thì khi mà gọi điện cho chú Kiều Minh Tuấn, cái chú ơi, con đang có cái kịch bản MV như thế này mà chưa kịp nói kịch bản, chú là ok nhắn lịch qua nhé, xong ok. Thực sự rất là may mắn khi mà được gọi là tình cảm của rất là nhiều cô chú và cũng như là mọi người giúp đỡ rất là nhiều. Cái thời điểm này Phúc lại muốn cho ra mắt cái sản phẩm này hết thư cảnh nhớ. Em còn tưởng anh quên tên bài hát của em. Là sao không bao giờ mời. Ôi trời, mày quá tôi nhớ lắm, vỗ tay nhá. Nè anh còn biết là đây là sáng tác của Vương Anh Tú, còn cả tay do Vương Anh Tú. Thực sự là để có một cái buổi chiều ngày hôm nay trong một buổi ra mắt MV Hết Thương Cạn Nhớ thì nó đã trải qua rất là nhiều thứ, là trải qua rất là một cái quá trình, em nghĩ là gọi là một cái quá trình rất là gian nan, và cũng như là của em cũng như là của tất cả ekip của mình. Em nghĩ rằng là cái thời điểm này là một thời điểm em nghĩ là phù hợp để em trở lại một lần nữa sau Yêu Được Không, cách đây cũng khoảng 4 tháng. Em nghĩ cái thời gian khá là phù hợp. Và trước đó khi mà giữa năm ngoái thôi, là trong Phúc đã có ấp ủ rằng là mình sẽ phải làm một cái MV với một cái idea mà về ngày xưa. Nhưng mà lúc đó thì mới chỉ là một cái idea như vậy thôi, chưa có một cái idea chi tiết nào cả. Và khi Phúc nhận được demo ca khúc Hết Thương Cạn Nhớ của anh Vương Anh Tú thì Phúc nghĩ rằng là đây chính là cái thời điểm để mà mình thực hiện hóa cái ý tưởng và cũng như là thực hiện hóa tất cả mọi thứ của mình. Và sau khi mà thực hiện xong phần sản phẩm và cũng như là khi mà nghe xong, xem xong cái sản phẩm đó thì Phúc nghĩ rằng là thực sự ca khúc và cũng như là cái nội dung MV mọi thứ đều rất là phù hợp và rất là vui. Thật sự phải như thế nào, nhưng mà hy vọng rằng là quý vị và cũng như là tất cả mọi người sẽ yêu thích và cũng như là sẽ ủng hộ MV lần này. Lại một câu hỏi quen thuộc, thật sự là chưa yêu mà lại có một cái tình cảm như thế này thì không hiểu là mình mượn cái cảm xúc này ở đâu, hay là từ những cái câu chuyện của những người xung quanh mình hay như thế nào để có được cái cảm giác này ạ Phúc? Câu hỏi này kiểu mọi người hỏi rất là nhiều. Đúng rồi. Thì thực sự là em chia sẻ rằng là đây cái mà điều mà em cần, em đặt ra cái câu hỏi và em là người cần tìm ra cái câu trả lời đó cho chính mình. Đến thời điểm hiện tại em nghĩ là em vẫn chưa tìm được. Em nghĩ rằng là đơn giản là khi mà mình thể hiện những cái ca khúc đó và mình khi mà mình nhận một cái ca khúc nào đó, mình đọc cái lời và mình nghe giai điệu, nó có một cái, có thể nó có một cái phép màu vô hình nào đó, nó khiến em có thể cảm nhận được cái bài hát đó và em quyết định để nhận bài hát đó. Em nghĩ rằng là từ mọi thứ và cũng như là từ những cái trải nghiệm của mình từ trước đến giờ về tình cảm gia đình hay là tình cảm bạn bè trong lớp hay gì đó, thì nói chung là tất cả mọi thứ nó đúc kết lên được cái giọng hát này, thì em nghĩ rằng là đó là cái lý do. Vâng, là một nhà hôn tay nữa cho cái cảm xúc rất là tuyệt vời của Phúc với sản phẩm lần này.